Lỗi sai SIS trong listening và reading. Khi thi listening hay reading thì các bạn rất là hay bị sai cái chỗ là thiếu S hay là ES, đúng không? Số nhiều đấy. Thế thì bây giờ làm sao mình có thể biết được là lúc nào mình dùng phải thêm S hay là ES, lúc nào thì không? Cái này nó liên quan tới ngữ pháp nha. Thì thường á, ví dụ như là khi các bạn làm á, thì nó sẽ có một cái phần chấm 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 để điền thông tin vào, đúng chưa? Thế thì trong tình huống á, mà trước đó nó có cái chữ ở hay là chữ anh á, thì mình biết chắc chắn ở đây đó là danh từ số ít, đúng chưa? Danh từ số ít. Còn nếu mà trong tình huống mà chấm 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 này á, mà nó không hề xuất hiện cái này á, hay là anh á, thì mình biết chắc chắn nó sẽ xảy ra hai tình huống. Một là số nhiều, đúng không? Và một là không đếm được. Thì đối với những cái tình huống như thế này thì mình hoàn toàn có thể đoán được. Mình nghe được cái từ là được rồi. Còn lại mình dùng ngữ pháp để mình đoán. Thì đó là cái tip mà chúng ta sẽ không thể sai được khi mà làm listening hay là reading IELTS.